cái gì có 6 chân và 2 cặp quả bóng. Không, nó không phải là sự khởi đầu của một trò đùa dâm dục. Đó là loài châu chấu Brazil, một loài côn trùng sống trong rừng nhiệt đới. Có kích thước bằng hạt đậu, đội mũ trùm đầu xứng đáng với một đám cưới hoàng gia. Mục đích của những quả cầu kỳ lạ, giống máy bay trực thăng này thực ra là một pronotum phức tạp, một đoạn cơ thể côn trùng ngay sau đầu, vẫn là một điều gì đó bí ẩn. Có thể chúng là một cấu trúc đã tiến hóa giống như đuôi của con công, được con đực sử dụng để thể hiện sức sống di truyền của chúng với những người khác. Không có khả năng xảy ra. Cả nam và nữ đều được trời phú cho những quả bóng, có thể nói như vậy. Có thể chúng đã tiến hóa để trông giống như một chiếc đầu, hình nộm thứ hai mà những kẻ săn mồi nhầm lẫn nhằm vào khi tấn công. Việc thiếu các quan sát về điều này xảy ra trong tự nhiên cho thấy là không. Thay vào đó, các nhà khoa học về côn trùng nghi ngờ rằng các cấu trúc tiến hóa để bắt chước quá trình thủ công của một loại nấm ký sinh có tên là Ophiocordyceps simplii. Chúng xâm nhập vào cơ thể của kiến và sau đó bùng phát theo kiểu người ngoài hành tinh ra khỏi chúng, tạo ra các cấu trúc tương tự mọc lên từ loài côn trùng đã chết. Vì vậy, giày la Brazil được để lại một mình bởi vì tốt không có kẻ săn mồi nào muốn mạo hiểm vô tình ăn cùng một loại nấm. Mặc dù khác thường so với các loài côn trùng khác, những cấu trúc trang trí công phu này là một đặc điểm chung của 3.200 loài châu chấu và đôi khi có thể giống như gai, lá và thậm chí là phân chim. Các Chihopper Brazil Bosidium globular là một loài côn trùng thuộc họ Chihopper membracidae. Nó có phần phụ bất thường trên đầu, trong khi Bosidium có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Chúng phổ biến nhất ở châu Phi, Bắc và Nam Mỹ, châu Á và Úc. Chúng biểu hiện sự di chuyển hạn chế và nguồn thức ăn chính của chúng là từ mặt dưới của lá. Chúng cũng thể hiện sự phát triển dị hóa. Chúng được coi là côn trùng hút nhựa cây vì nhộng lấy dinh dưỡng từ nhựa của lá. Thực vật rất cần thiết cho vòng đời của giày la Brazil. Có nhiều cách để những con cái này có thể đẻ trứng của chúng. Một phương pháp phổ biến được sử dụng là đẻ trứng trực tiếp vào bên trong mô của cây. Một số con cái cũng sẽ đẻ trứng trên bề mặt của cây. Loài này đặc biệt có sự phát triển dị hóa, nơi chúng bắt đầu như một quả trứng, phát triển thành một nhộng, đạt đến sự trưởng thành. Loài này có các phần phụ hình cầu rất rõ ràng ra khỏi ngực. Những đặc điểm giống máy bay trực thăng này gây hoang mang vì đó là cấu trúc độc đáo nhất trên một loài côn trùng bình thường, đơn độc. Các nhà côn trùng học vẫn chưa chắc chắn về lý do tại sao những con bọ hung này lại có những phần phụ trang trí này, tuy nhiên, người ta đã đề xuất rằng chúng đã điều chỉnh chúng để ngăn chặn những kẻ săn mồi của chúng.